Ít nhất một lần trong đời, chúng ta từng nghe đến sự tồn tại của những sinh vật khổng lồ xuất hiện từ rất lâu trên trái đất. Nhiều người cho rằng những sinh vật này chỉ có trong các truyện cổ do người xưa bịa đặt, nhưng có ngẫu nhiên mà người xưa lại tưởng tượng ra một nhân vật không có thật như thế hay không? Truyện cổ ghi chép người khổng lồ từng sống cùng con người và cuộc chiến ly kỳ. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh từng kể về người nữ anh hùng Đã Hổ chiến đấu với người khổng lồ. Chuyện kể rằng trên đường đến Tô Châu, cử nhân Lý Chất Quân quê ở núi Trường Sơn, tỉnh Tế Nam đã gặp 6-7 người có giọng nói giống người Tế Nam. Nhìn kỹ vào má những người này, ông phát hiện họ đều có một vết sẹo trông giống đồng tiền. Lý Chất Quân thấy rất lạ, bèn đến hỏi thăm. Một người trong số họ nói rằng, một năm trước chúng tôi ngao du đến Vân Nam vì ham chơi nên đến lúc trời tối thì bị lạc. Chúng tôi đi mãi thì gặp vách núi cao hiểm trở không vượt qua được. Trong núi đó có một cây cổ thụ to lớn, tán lá bao phủ cả một vùng rộng lớn. Vì vậy họ xuống ngựa, tháo hành trang và dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nhưng lúc nửa đêm, hổ báo thay phiên gào thét, họ không dám ngủ, chỉ ôm gối mặt đối mặt nhìn nhau. Đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ tiến đến chỗ họ. Gã khổng lồ cao hơn một trượng, khiến họ khiếp sợ đến mức không dám hít thở mạnh. Gã khổng lồ bắt ngựa ăn, trong phút chốc 6-7 con ngựa đã bị gã cắn chết. Sau đó gã khổng lồ bẻ một cành cây dài, dùng cây xiên qua má họ giống như xiên cá. Nhưng khi gã nhấc họ lên đi vài bước thì cái cây phát ra âm thanh như muốn gãy. Tên khổng lồ bèn bẻ cong hai đầu cành cây, dùng tảng đá lớn đè lên đầu cây rồi bỏ đi. Những người này đợi tên khổng lồ đi xa, liền nhanh chóng lấy con dao đeo bên người chặt đứt cành cây, mặc kệ đau đớn nhanh chóng tháo chạy. Họ chạy chưa được bao xa, quay đầu nhìn lại thì thấy tên khổng lồ lúc nãy dẫn theo một tên khổng lồ cao to hơn quay lại. Cả nhóm người sợ hãi nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Tên khổng lồ cao to đến xem chỉ thấy tảng đá không thấy người. Hắn tức giận gầm lên một tiếng đáng sợ, rồi giáng một cái tát mạnh vào tên khổng lồ nhỏ hơn. Tên khổng lồ nhỏ chỉ cúi đầu chịu phạt, không dám phản kháng. Một lát sau cả hai tên khổng lồ rời đi, nhóm người này mới dám đứng dậy bỏ chạy. Sau khi chạy được rất lâu, họ nhìn thấy phía trên núi có ánh sáng, bèn vội vã men theo ánh sáng ấy mà tiến tới. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một người đàn ông sống trong một ngôi nhà bằng đá, nên đã vội cầu cứu người đàn ông này. Người đàn ông trấn an và mời họ nghỉ ngơi, dưỡng thương. Ông nói, thứ này thật đáng giận, nhưng ta không chế ngự được chúng, đợi em gái ta về rồi tính tiếp. Một lúc sau, có một người phụ nữ vác hai con hổ từ ngoài đi vào, hỏi bọn họ từ đâu đến. Nhóm người này dập đầu, kể cho người phụ nữ nghe đầu đuôi câu chuyện. Người phụ nữ nói, ta sớm biết về tội ác của hai tên này, nhưng không ngờ bọn chúng lại ngông cuồng đến thế, phải diệt trừ chúng ngay mới được. Người phụ nữ vừa nói vừa đi lấy một cây chùy đồng to, chạy ra khỏi cửa rồi mất hút. Người đàn ông nấu một nồi thịt hổ lớn để chiêu đãi những vị khách lạc đường. Thịt chưa chín thì người phụ nữ đã quay lại nói rằng, bọn chúng vừa thấy ta đã bỏ chạy, ta đuổi theo mấy mươi dặm, chặt đứt một ngón tay của hắn rồi quay lại đây. Vừa nói, cô vừa ném ngón tay của tên khổng lồ xuống đất. Ngón tay của hắn to hơn cả xương đùi của người. Mọi người thấy thế thì rất kinh ngạc, hỏi danh tính người phụ nữ nhưng cô không trả lời. Một lúc sau thịt chín, nhưng vết thương của mọi người còn đau nên không ăn. Người phụ nữ thấy thế đem thuốc ra cho họ thoa, vết thương lập tức không đau nữa. Đến sáng, cô dẫn nhóm người này đến gốc cây cổ thụ hôm trước. Họ nhanh chóng lấy lại hành lý rồi đi theo người phụ nữ ra khỏi núi. Trong cuốn sách Thái Bình Quảng Ký của Trung Quốc cũng có chép câu chuyện về một nhóm người đi thuyền, gặp một trận bão rồi bị trôi dạt vào một hòn đảo. Sau đó, họ đã bị những người khổng lồ trên đảo bắt nạt và bị sai khiến may quần áo. Người khổng lồ có thật hay không?
Người khổng lồ không chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết của Trung Hoa. Ở nhiều quốc gia vẫn truyền tai nhau các truyền thuyết về người khổng lồ. Như thần thoại Hy Lạp Odyssey có vị anh hùng Ulysses gặp phải người khổng lồ một mắt trên một hòn đảo. Truyện cổ Grimm có câu chuyện về hạt đầu thần của Shark và gã khổng lồ. Còn trong Gulliver Du Ký có vương quốc người khổng lồ. Hơn nữa, hiện nay trên thế giới, người ta còn phát hiện ra vô số các bằng chứng khảo cổ về người khổng lồ từng tồn tại trên trái đất. Tháng 5 năm 1912, các nhà khảo cổ thuộc Đại học Blewitt, Mỹ đã khai quật được 18 bộ xương to lớn, được báo cáo là tìm thấy hài cốt người khổng lồ. Năm 1976, khi khai thác mỏ Rosa Montana, người ta cũng tìm thấy một bộ xương khổng lồ có chiều dài 10 mét trong đường hầm của người Hyperborea. Nhiều năm về trước, tại một hang động trên hòn đảo hẻo lánh Pulau Jube, ngoài khơi bang Malacca, Malaysia, nhà sử học Malaysia Mos Fuad Khusariem nói đã phát hiện ra một số mảnh xương. Căn cứ vào hộp sọ và chiều dài của các mảnh xương, có thể phán đoán bộ xương thuộc về một người có chiều cao từ 3 đến 5 mét. Mos Fuad cũng tìm thấy hai ngôi mộ to bất thường cách hang 1,2 km. Hai ngôi mộ có chiều dài 5 mét, rộng 0,5 mét, cách nhau 20 mét. Năm 1940, tại Ajevada, các nhà khảo cổ tiến hành khai quật cổ vật từ tàn tích của thành trì nơi vua chủng tộc người Desir là Bautista thống trị. Những người tham gia còn có cả người dân địa phương, trong đó có cụ già trên 80 tuổi tên Ionita Floria. Ông vô tình phát hiện ra một hộp sọ khổng lồ gấp gần 3 lần người bình thường. Tuy nhiên, khi nhóm khảo cổ hay tin, mọi người dân địa phương được thuê lập tức bị nghỉ việc đột ngột, chỉ còn lại nhóm khảo cổ tiếp tục đào bới phần còn lại. Người ta đã khai quật được 80 bộ xương cùng những bình gốm to lớn dùng để chứa gạo. Hầu hết vẫn nguyên vẹn và được chất lên xe tải chở đi một cách đầy bí ẩn. Đến nay chúng ta vẫn không thể hiểu tại sao các nhà khoa học lại ém nhẹm đi những hộp sọ khổng lồ này. Ngày nay, sự tồn tại của người khổng lồ có thể khiến nhiều người khó tiếp nhận. Tuy nhiên, nếu chúng ta dám đối mặt và hoàn thiện những bằng chứng về người khổng lồ, có lẽ lịch sử sẽ được viết lại.